Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Một linh mục công giáo ở Philippines, người trở nên nổi tiếng vì mục vụ chữa lành. Cha Fernando Suarez là một linh mục nổi tiếng tại Philippines. Ngài được tường thuật là có đặc sủng chữa bệnh và tự tuyên bố đã làm cho một người đàn bà Canada đã chết được sống lại. Cha Fernando Suarez sinh năm 1967 tại làng Barrio Butong, huyện Taa, tỉnh Batangas. Cậu Suarez chào đời trong một gia đình nghèo. Cha cậu lái một chiếc xe ba bánh và mẹ cậu là một thợ may. Là con cả trong gia đình bốn người con, ngay từ nhỏ, cậu Suarez đã biết cách kiếm sống. Năm 12 tuổi, cậu đã kiếm được tiền phụ giúp cha mẹ bằng cách cho người ta mướn phao ở bãi biển Butong. Cậu Suarez đạt được bằng kỹ sư hóa học tại Đại học Adamson. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu gia nhập dòng Francisco viện tu, nhưng cuộc sống tu trì có nhiều lận đận nên cậu bỏ ngang. Năm 1995, một sinh viên người Canada gốc Pháp tên Mark Morin thấy cậu có khiếu kinh doanh nên đã mời cậu đến Canada và trả tiền vé. Đầu tiên, hai người liên kết với nhau trong các hoạt động kinh doanh, nhưng cậu Suarez lại muốn theo đuổi chức tư tế. Năm 1997, cậu gia nhập tu hội đồng hành với Thánh Giá, một cộng đồng linh mục và chủng sinh mới được thành lập tại Ottawa. Cậu được thụ phong linh mục năm 2002 ở tuổi 35. Theo cha Suarez, ở tuổi 16, Ngài nhìn thấy một người phụ nữ ăn xin 60 tuổi bị liệt bên ngoài nhà thờ Quiapo. Cậu hỏi bà có muốn mình cầu nguyện cho không với dụng ý để an ủi bà. Sau một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh, người phụ nữ đứng dậy và bước đi. Ở Canada, khi Suarez vẫn còn là một chủng sinh, một phụ nữ Canada được tuyên bố đã chết 8 tiếng trước đó cũng mở mắt sống lại sau khi cậu cầu nguyện cho bà. Từ đó, tiếng đồn cha Suarez có đặc sủng chữa bệnh lan rất nhanh. Và năm 2008, Ngài trở lại Philippines để tiếp tục thừa tác vụ chữa bệnh. Ngài thành lập nhóm Mary Mother of the Poor, tức là Đức Maria, mẹ của người nghèo, gọi tắt là MMMP. Các vụ được cho là lành bệnh không thể giải thích được về mặt y khoa được tường trình trên trang web của MMMP. Các thánh lễ do cha Suarez cử hành lôi cuốn đông đảo anh chị em giáo dân. Tuy nhiên, cho đến nay, ít nhất 4 giáo phận và tổng giáo phận cấm cha Suarez không được cử hành các buổi cầu nguyện chữa bệnh trên địa bàn của mình. Giải thích về quyết định cấm của mình, Đức Tổng Giám mục Oscar Cruz của Tổng Giáo phận Ligajan Dagupen nói Ngài không thể nào tin cha Suarez có khả năng khiến một người sống lại từ cõi chết. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể làm người chết sống lại, Ngài nói. Tuy nhiên, các giám mục gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn cấm cha Suarez sau khi ông chủ tập đoàn San Mico Corp tuyên bố bà vợ ông được lành bệnh và vào năm 2010 đã tặng cho MMMP một khu đất rộng 33 ha ở thị trấn Amuyong, quận Alfonso ở thành phố Cavite. Ông còn tuyên bố xây dựng bức tượng Đức Mẹ của người nghèo cao 33 tầng. Ngày 6 tháng Giêng năm nay, Bộ Giáo lý Đức Tin ra một sắc lệnh công bố rằng cáo buộc cho rằng cha Fernando Suarez lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên là không có cơ sở. Quyết định này là để trả lời cho một vụ kiện được đệ trình lên Vatican vào ngày 8 tháng 5 năm 2019. Hội đồng Giám mục Philippines đã thông báo cho cha Suarez rằng Ngài được Bộ Giáo lý Đức Tin trao cho một quyết định không phạm tội. Thông báo được đưa ra trên trang Facebook của MMMP hôm 9 tháng Giêng, giải thích theo chiều hướng là phán quyết không phạm tội này có nghĩa là cha Suarez bị cáo buộc sai trái về tội ác này và do đó không có gì cản trở ngài thực thi tác vụ chữa bệnh của mình. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục nhấn mạnh rằng tác vụ chữa bệnh của ngài phải được thực hiện đúng theo thẩm quyền tài phán của giáo quyền địa phương. Quyết định của Bộ Giáo lý Đức Tin chỉ khẳng định Ngài vô tội liên quan đến cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, không phải là giấy phép thi hành tác vụ chữa bệnh tại Philippines. Theo thông tin ngày 6 tháng 2 năm 2020, cha Fernando Suarez là một trong những người Philippines nổi tiếng toàn thế giới, đã ngã gục khi chơi tennis tại một câu lạc bộ ở một vùng đồng quê nhưng rất sang trọng.
tin tức này gây choáng váng cho nhiều người hâm mộ ngài tại Philippines và trên thế giới. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.